Chào mừng các bạn quay trở lại với Any TOEIC. Bài giảng ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với phần TOEIC Listening Part 1. Bài giảng trước chúng ta đã cùng nhau học về các câu hỏi về vị trí. Hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu cho các bạn các câu hỏi về hành động. Nội dung bài học của chúng ta vẫn gồm có 3 phần. Phần thứ nhất, chiến lược làm bài. Phần thứ hai sẽ cùng nhau đi vào phân tích các ví dụ cụ thể. Và phần thứ ba là về ví dụ luyện tập. Chúng ta sẽ cùng nhau đi vào phần thứ nhất, chiến lược làm bài. Ở đây chúng tôi sẽ vẫn giới thiệu cho các bạn các mẹo làm bài và các từ vựng thường được sử dụng trong câu hành động. Câu hành động thì thường có ở hai dạng. Dạng thứ nhất là dạng chủ động, be cộng verb ing, và dạng thứ hai đó là dạng bị động, be cộng verb ed. Các từ vựng thường được sử dụng trong bài thi TOEIC của các câu hành động thường là những từ như clean, làm sạch, cross, ngang qua, cut là cắt, drink, uống, hay là clear, làm sạch, display, bày ra, cắt up, đào lên. Các dạng chủ động của các từ này ví dụ như là cleaning, crossing, cutting, drinking. Các dạng bị động như là being clean, clear, cắt up, handed. Học làm bài thì vẫn gồm có hai bước. Bước thứ nhất đó là nhìn lướt qua ảnh để hiểu được tình huống, và bước thứ hai đó là nghe và loại trừ đáp án sai. Ví dụ như bức ảnh mà các bạn nhìn thấy trên màn hình, các bạn cần phải phân tích có một người phụ nữ đang nhặt một vài cuốn sách. The woman is picking up some books. Có mọi người đang đứng đợi để đi vào tòa nhà. People are waiting to enter the building. Có một người đàn ông thì đang giữ cửa cho người phụ nữ. The man is holding the door open for the woman. Cánh cửa thì được mở bởi người đàn ông. The door is being opened by the man. Đối với bức tranh bên trên thì có 4 đáp án được đưa ra. A. People are waiting for a bus. Mọi người thì đang đợi chiếc xe bus. Như vậy thì câu này, cái keyword mà các bạn cần phải nghe được đó là từ a bus. Thì ở đây các bạn có thể loại ngay lập tức vì trong hình ảnh không xuất hiện chiếc bus nào cả. B. The woman is picking up some books. Người phụ nữ thì đang nhặt một vài cuốn sách. Câu này có thể đúng nên chúng ta sẽ giữ lại. C. The woman is being helped by the woman. Người phụ nữ thì được giúp đỡ bởi người phụ nữ. Ở đây cái keyword mà các bạn cần phải nghe được là helped by the woman. Được giúp đỡ bởi người phụ nữ. Chúng ta thấy là trong hình ảnh thì không có người phụ nữ nào đang giúp ai, vì vậy nên câu này sẽ bị loại. D. A big pile of books is displayed. Một chồng sách lớn thì đang được bày ra. Cái keyword mà các bạn cần phải nghe được là big pile of books. Một chồng sách lớn. Ở trong hình ảnh thì chúng ta không thấy có chồng sách lớn nào, vì vậy câu D sẽ bị loại. Vậy đáp án đúng của bức tranh này sẽ là câu B. Bây giờ chúng ta sẽ cùng phân tích những ví dụ cụ thể để hiểu hơn về cái mẹo làm bài này. Các bạn hãy nhìn bức tranh ở trên màn hình. Các bạn thấy rằng có một người lái xe đang đội một chiếc mũ bảo hiểm. Vì vậy chúng ta có các từ như là the rider has it. Xe thì đang được lái, vậy chúng ta có thể có những từ như là riding, lái. Hãy bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe và loại trừ đáp án sai. Number 1. A. The rider is holding a helmet. A. The rider is holding a helmet. Người lái xe thì đang cầm chiếc mũ bảo hiểm. Ở trong hình thì chúng ta có thể thấy là người lái xe đang đội chiếc mũ bảo hiểm, wearing a helmet, chứ không phải là cầm chiếc mũ bảo hiểm, holding a helmet. Vì vậy đáp án A này sẽ bị loại. B. The rider is stopping his motorcycle. B. The rider is stopping his motorcycle. Người lái xe thì đang dừng lại chiếc ô tô của anh ấy. Như vậy cái keyword mà các bạn cần phải nghe được đấy là stop his motorcycle. Như vậy là các bạn thấy là trong cái hình này không có chiếc mô tô nào đang bị dừng lại, vì vậy nên câu B này sẽ bị loại. B. The rider is stopping his motorcycle. C.
helmet is being worn by the rider. Chiếc mũ thì đang được đội bởi người lái xe. Câu này thì có thể là đúng. Các bạn chú ý từ worn, đấy là động phân từ quá khứ của từ wear. D. The motorcycle is being carried by the rider. D. The motorcycle is being carried by the rider. Chiếc mô tô thì đang được mang vác bởi người lái xe. Các bạn cần phải nghe được các keyword như là motorcycle, carrier, by the rider. Như vậy thì các bạn có thể loại được câu này bởi vì là chiếc xe thì đang được lái bởi người lái xe. Tức là being ride by the rider, chứ không phải là being carrier by the rider, không phải là được mang vác. Vậy câu D sẽ bị loại. Vậy đáp án đúng của đây sẽ là đáp án C. Ví dụ thứ hai, các bạn cần phải nhìn vào hình ảnh này và hiểu được tình huống. Ở đây là một lớp học có class, teacher, student. Giảng viên thì đang gọi học sinh. Các bạn có thể dùng các từ như call, gọi, ask, yêu cầu, hỏi. Có một học sinh đang giơ tay lên, hand. Nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe và loại trừ đáp án sai. Number 2. A. The class is chatting. A. The class is chatting. Cả lớp thì đang chém gió với nhau. Trong hình ảnh này không có cái dữ kiện nào cho thấy là các bạn ấy đang chém gió với nhau, vậy nên câu A này sẽ bị loại. B. The teacher is asking the student to stand up. B. The teacher is asking the student to stand up. Giáo viên thì đang yêu cầu người học sinh đứng lên. Như vậy cái keyword mà các bạn cần nghe được đó là the student to stand up. Ở đây thì không có cái student nào đang đứng lên cả. Vì vậy nên câu B này chúng ta có thể loại ngay lập tức. C. The student is teaching the teacher. C. The student is teaching the teacher. Học sinh thì đang giảng dạy cho giáo viên. Câu này thì chúng ta có thể thấy ngay trong bức tranh, đấy là giảng viên thì đang đứng dậy chứ không phải là học sinh. Vì vậy câu C sẽ bị loại. D. The students are being taught by the teacher. D. The students are being taught by the teacher. Người học sinh thì đang được giảng dạy bởi giáo viên. Câu này đúng, vì vậy nên đáp án đúng của bức tranh này sẽ là đáp án D. Bây giờ xin mời các bạn lắng nghe các ví dụ để luyện tập cái kỹ năng mà các bạn vừa được chúng tôi giới thiệu. Xin mời các bạn nghe đoạn 3. Number 3. A. A woman is being walked along the platform. B. A woman is walking along the platform. C. The train is being driven by a woman. D. The woman is getting on the train. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án B. A woman is walking along the platform. Người phụ nữ thì đang bước đi dọc trong sân ga.